Vân, cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình giải phẫu thẩm mỹ tạo hình cao cấp với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hùng Anh. Và thưa quý vị ở trên YouTube có thể tìm thấy văn phòng của trung tâm MyCare Plastic Surgery tọa lạc tại thành phố Houston, Texas, ở vùng Galleria, là một cái vùng trung tâm thành phố rất là nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có dịp đến hoặc Houston, Texas thì quý vị có thể đến thăm và có cơ hội để tham khảo với bác sĩ, cũng như quý vị có thể liên lạc 832-874-6000 về những cái trường hợp riêng của quý vị. Và chắc rằng thường thường chương trình đến với quý khán giả thì bác sĩ trình bày những cái loạt topic khác nhau, thì Hồng Vân thấy những cái giới có những cái trường hợp như vậy đều gọi đến văn phòng, cũng như là ước mong rằng trường hợp của quý vị cũng có cơ hội sẽ được giải đáp và giúp đỡ từ giáo sư bác sĩ Nguyễn Hùng Anh tại trung tâm MyCare Plastic Surgery. Và xin bác sĩ trở lại với chương trình. Dạ, với thưa bác sĩ, vậy thì cái trong cái thị trường thẩm mỹ thì có nhiều cái quảng cáo khác nhau, và mỗi một cái quảng cáo thì mislead người bệnh nhân, bác sĩ họ không có hiểu rõ. Vậy thì cái làm sao mà họ nói được hay là nhái được, bác sĩ nhỉ? Cái thị trường thẩm mỹ nó có một cái chung, ai cũng quảng cáo họ là plastic surgeon hết trơn. Đó, thì giống như chị nói đó, thì cái thành phần bác sĩ plastic surgeon là một phần nó ít hơn, nhưng mà dĩ nhiên có rất nhiều người nhái. Thì họ nhái như vậy tại dễ nhái. Chị biết là bệnh nhân mà họ sắm với cái giá, và họ sắm cái người bệnh nhân mà không có cái kiến thức, thì họ với hai cái yếu tố đó thôi đó là có thể rất là dễ qua mặt. Mà thật sự nó không có khó để chị biết, ít nhất là tôi người trong ngành thì cái chuyện đó không khó. Hỏi chị bác sĩ da, rồi tự nhiên đổi tên Nhật, cái xong rồi cái quảng cáo mình là bác sĩ plastic surgeon, nhưng mà lúc gặp ông già thì ông già cũng húp mắm nêm, rồi cũng đổ mồ hôi ra mắm ruốc, nhưng mà đây là nguyên một cái huyền thoại, thì tạo ra một cái identity mới cho người bệnh nhân. Nhưng mà cái căn bản đó thì nói chung cái giải phẫu nó không có bao giờ nó đi tới cái mức sâu và cao, chỉ là giải phẫu mò thôi. Tôi cho chị nói cái nhái nó nhiều cái khéo lắm, chị biết, giống như mấy con virus bây giờ thời mùa Covid, chị biết là lúc mà chúng ta bắt đầu có cơ thể mà chống được một con virus này, bắt đầu nó quyến chuyển ra những cái thành phần khác. Thì một chuyện vui tôi chia sẻ với chị đó là chương trình này không những là quý khán giả bệnh nhân, như có thể nói rất là nhiều người trong thị trường thẩm mỹ họ cũng xem, và họ đổi những cái quảng cáo hay những cái cách làm của họ với những cái gì mà chương trình tung ra. Thì tôi nói chị đó, thì một trong những cái mà bây giờ đó thì người ta tung ra cái gì nó không có thực tế, mà chị biết nhiều cái trang mạng bây giờ chị lên đi, người ta nói là tôi mổ 10.000 ca, hay là mỗi cái giải phẫu cái gì cũng 6-7.000 ca, nghe rất là dữ dằn. Thực tế cái sự thật là không, đó cái đó nó không có. Hay là chị biết là ở trong cái thị trường và thế giới Á Châu, Việt Nam chúng ta nhiều khi xem phim và đọc truyện tàu rất nhiều, nên chúng ta nghĩ là ô cái chuyện mà có một nhân tài quách tỉnh ngơ ngơ ngác ngác đi ngoài đường cầm cái iPad rồi ăn trái táo này kia, cái tự nhiên cái có 2-3 tổ sư phụ Hồng Thất Công tới dạy cho cái căn mặt tuyệt chiêu, hay là có cái ông giống như là ông Nam Đế ông dạy cho cái xương mũi sụn sườn. Thì trên mạng chị cũng nghe quảng cáo như vậy. Lúc mà chương trình chúng tôi mà nói về những cái giải phẫu mà sửa sụn sườn với bác sĩ nổi tiếng ra sao, những cái phát triển hay là căn mặt với người phát triển ra sao, thì trên mạng có up lên liền là tôi là đệ tử của ông đó. Mà thật sự nếu mà chúng ta biết cái lai lịch, đã biết là đây là bác sĩ mổ tổng quát, bác sĩ mà mổ về đường phần tiêu hóa, mổ hồng môn. Thì tôi nói chị, trong chuyện Kim Dung là một chuyện, nhưng mà ở ngoài đời thực tế thì không có cái ngành nào người bác sĩ giỏi nào, người bác sĩ chuyên môn, tôi cũng không bao giờ, mà dù là có một người sinh viên thông minh cách mấy, cô trẻ đẹp cách mấy mà tới mà năn nỉ mà kêu tôi dạy cái ngành những cái giải phẫu mà có thể nói tuyệt chiêu trong ngành, nếu mà họ không có cái căn bản, cái người trong ngành, thì cái đó là cái trách nhiệm rất là cao. Thành ra cái trường hợp mà những cái tổ sư mà căn mặt hay là sửa mũi hay là làm những cái tạo hình đó mà dạy cho cái người ngoài, có thể nói
là ngoài ngành, cái chuyện đó không bao giờ có. Thành ra những cái triệu chứng này chúng ta thấy rất là rõ, người bệnh nhân chỉ cần xem thấy và bỏ một chút xíu suy nghĩ. Nhưng mà nếu họ sắm giá thì dĩ nhiên cái giá là cái quan trọng nhất, thì có thể là với cái giá họ sẽ không cần phải nhìn cái gì khác. Dạ, bác sĩ, thẩm mỹ đó, phẫu thuật thẩm mỹ là một cái chuyên môn thuộc lĩnh vực về trực tiếp lên trên các cơ thể của con người, và các mô, các xương, các thần kinh, các mạch máu. Nó nhiều quá như vậy thì làm sao mà một người không có chuyên ngành mà làm những cái hành động đó, thì đó là lý do tại sao nó dẫn đến những cái trường hợp. Dạ không, những như vậy chỉ biết là thực tế trong ngành đi. Nhiều người bác sĩ trong ngành á, thì họ huấn luyện xong thì họ ra trường, họ ngừng tới cái mức đó. Dạ. Nhưng mà trong ngành nó mênh mông, nó đi xa hơn nữa. Chỉ phải có thể nói đầu tư, tức là chị bỏ thêm thời giờ vào, chị huấn luyện thêm, chị đi huấn luyện thêm những cái gọi là cái fellowship, tức là đi cả năm, cả 1, 2 năm, 3 năm, chị đi huấn luyện thêm những cái giải phẫu này ở những cái môi trường mà có nhiều cái giải phẫu này. Chứ không phải là chị vô, chị đọc sách hay là chị đi họp ở chỗ nào này kia 1, 2 lần mà chị có thể giải phẫu. Nhiều cái chị họp, chị nhìn cách mấy không thể nào mà chị giải phẫu được. Đó, thì nói chung cái đó là trong ngành, dĩ nhiên ở ngoài là không có. Cái lời nói, cái quảng cáo là một chuyện, nhưng mà chị thấy qua những cái trục trặc của cái giải phẫu, cái rắc rối của giải phẫu mà từ bao nhiêu văn phòng khác mà tới đó, thì nó ngừng ở cái mức căn bản thôi. Thành ra chính vì vậy mà một là họ đã không biết có cái trục trặc đó, và có rồi thì họ chạy, họ không có thể nào sửa được. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, chị biết là cái người mới ra trường nhiều khi họ chỉ muốn ra, họ tạo tiếng cho họ rồi họ ra làm tiền, rồi nhiều khi họ lập gia đình, rồi gia đình họ chỉ muốn họ làm tiền thôi. Nói chung là nó ngừng tới mức đó rồi, ít nhất là về cái nghề nghiệp. Nhưng mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức, và có thể nói đầu tư vào rất nhiều cái những cái gì cần thiết, những cái dụng cụ và giải phẫu, để cho cái giải phẫu có thể nói nó rất là chuyên môn. Chuyên môn này tôi nói là cái mức sâu và cái mức rộng, chứ không phải tôi nói chuyên môn này là chỉ có cái tên trong ngành, hay cái chuyên môn là học mò được một cái giải phẫu gì mà không có biết. Giống như là có thể một người họ hên xui mai rủi họ học được nhét sụn lỗ tai vô mũi, nhưng mà chỉ như vậy thôi. Trong khi đó lĩnh vực giải phẫu mũi là nó có sụn sườn, sụn lỗ tai, rồi nhiều khi chúng ta phải tạo lại nguyên cái mũi ở trong ra ngoài. Cái đó là có thể nói là lúc mà dám nói tới cái chuyên môn là có thể nói phải dám nói tới chỉnh được, sửa được và take care được những cái tình trạng mà bệnh nhân có về cái tạo hình của cái mũi thôi chị. Và Hồng Vân cũng thấy, thưa bác sĩ, bác sĩ nghĩ sao về cái mức lựa chọn của quan trọng mà của cái người bệnh nhân? Vì Hồng Vân thấy thời gian gần qua thì đặc biệt là thành phố Houston, quý khán giả, quý đồng hương đã có cơ hội nghe nhiều cái chương trình trình bày của bác sĩ rất là cao cấp, với những cái phương cách rất là mới và hiện đại và cao cấp á, thì người bệnh nhân lại hay muốn thị hiếu thì họ cũng đến, họ nghe và họ tham khảo. Nhưng mà sau đó thì họ cũng lại, cuối cùng họ cũng lại trở lại với cái giá. Dạ vâng. Vì họ... Là sao? Chị đang làm khó tôi đây hả? Làm khó tôi đi, làm khó sao? Chị làm khó tôi làm khó chị lại đấy nha. Dạ. Thành ra rốt cuộc thì có phải là đó là những cái yếu tố mà làm cho người bệnh nhân bị giới hạn, không có được cái kết quả tốt? Cũng đó một phần là tại vì người bệnh nhân vậy. Tôi có một khía cạnh khác hơn chị, tôi nhìn nó khác. Mình phải tôn trọng bệnh nhân, mình phải tôn trọng cái hoàn cảnh, cái kinh tế, cái kiến thức, cái đòi hỏi của người bệnh nhân. Chị mà mở cửa ra và cho họ thấy trời thấy mây, ai cũng muốn bay lên trời, bay lên mây hết. Nhưng thật sự họ có khả năng hay cần hay không, cái đó là một cái chuyện khác. Phải tôn trọng cái chọn lựa bệnh nhân. Chị biết, tôi cho thí dụ chị muốn mua nhà đi, chị có thể, hay là chị dọn vô một cái nhà, chị có thể dọn vô cái nhà khu trợ cấp của nhà nước, đó là một cái loại nhà cũng sống được. Chị có thể dọn ra khu nhà ở ngoại ô, đó là cái mức chung chị có thể sống được. Rồi chị muốn nhà cao cấp, nhà giàu mà khu mấy triệu, cái đó là một cái chuyện khác, đúng không? Thì nói chung là ai vô thì phải, một là họ phải thật sự với cái hoàn cảnh
của họ, cái nhu cầu họ sao. Hỏi chị thấy cái địa ốc mà chị ở khu nhà trợ cấp nhà nước mà chị đòi coi nhà khu cao cấp, nhà giàu mấy triệu, thì thật sự đâu có ai dẫn chị đi. Mà thí dụ dẫn chị đi, chị muốn chị cũng không có khả năng mà mua tới mức đó. Thành ra mình phải điều chỉnh, một là cái hoàn cảnh kinh tế của mình, và cái thứ hai đó thì mình phải chấp nhận là cái thực tế của cái giải phẫu. Dĩ nhiên cái nhà mà nó giàu, nó cao cấp, những cái đồ chỉ gạch nhà và những cái đèn, những khi nó mắc tiền, cái đất nó rộng rãi hơn, nó khác với cái khu mà nhà trợ cấp của nhà nước, đúng không? Thì cái đó là nhiều người họ không có biết, là họ nghĩ là vô căn mặt nào cũng như nhau. Đó là tại sao mà nhiều khi mà đối với tôi cái giá cả là mình phải tôn trọng, mà mình cũng phải cho người bệnh nhân hiểu rõ là tới mức này thì làm cái căn mặt căn bản, còn muốn cái căn mặt cao cấp hơn thì là chuyện khác. Chị muốn nhét một cái cây vô mũi rất là dễ, rồi chị muốn mà bỏ cái sụn sườn vô tạo nguyên cái mũi từ trên ở trên phía lông mày xuống tới cái chóp mũi, và sửa lại cánh bị sụp, sửa lại cái mũi bị gãy, sửa lại cho cái thở nó được. Cái đó là thời gian không những là chỉ 20 phút mà này là 4, 5, 6, 7 tiếng đồng hồ, và nó rất là công phu. Thành ra không có phải giải phẫu nào cũng giống nhau, và cũng không có một cái mức giá nào cũng giống nhau. Thì cái đó là cái mà văn phòng có thể nói tôn trọng. Chỉ có cái là chúng tôi cần phải làm cái gì cho người bệnh nhân, để giống như tôi nói chị chia sẻ chị đó, thì nếu mà khả năng của mình là nhà trợ cấp nhà nước thì có thể nói là mình ngừng ngay mức đó, mình không có nói tới, hay là mình với tới cái có thể nói là cái khu nhà giàu cao cấp mấy triệu. Thì cái đó là cái chứng trạc của chọn lựa của người bệnh nhân, mà mình phải giúp người bệnh nhân tiến tới mức đó thôi chị. Dạ thưa bác sĩ. Mà tôi nói chị cái đặc biệt là như vậy, không có cái gì xấu hay không tốt về một cái, không phải ai cũng phải ở cái nhà cao cấp hay ở nhà ngoại ô. Cái mặt đó chị sửa đi, ok, cái mặt rẻ, không có một cái gì mà có thể nói là xấu. Tôi nói như vậy chị ngạc nhiên không? Hả? Ngạc nhiên hay là không ngạc nhiên? Ngạc nhiên. Ok. Dạ. Cái rẻ mà cái mặt nó thống nhất đó, nó cùng một cái nét với nhau, thì ít nhất nó ok. Dạ. Thấy không? Một cái nhà trợ cấp của nhà nước đó, mà chị ở khu trợ cấp, nó hợp với cái vùng đó. Chị đem một cái nhà trợ cấp nhà nước mà chị bỏ vào cái khu nhà ngoại ô đó, thì nó đứng lỗi tỏi le te, nó không ăn khớp vô cái vùng đó, đúng không? Đó, thành ra nếu mà nó thống nhất, thành ra cái đó là một cái. Thành ra người bệnh nhân họ sắm ra sao thì miễn sao mà cho nó hợp với cái mặt họ thôi. Đó, chứ cái bên đây là khu ngoại ô, bên kia khu nhà giàu cao cấp, khu kia là cái mặt mà trợ cấp nhà nước, là mấy cái show trước tôi nói tôi dùng cái gì chị? Hả? Đầu heo mỏ vịt, đít gà đuôi ngựa, nói chung là không có một cái gì mà nó hợp với nhau. Thì có lẽ cái đó là cái khổ cho người bệnh nhân, chứ không phải là một cái nét rẻ thống nhất là một cái tồi tệ. Nó cũng ra một cái nét nó vừa trên cái mặt đó. Nhưng mà tâm lý của người ta đó thì phẫu thuật thẩm mỹ là theo hiểu nôm na là để cải thiện những cái nét lão hóa, những cái nét trẻ, những cái nét đẹp. Nhưng mà giải phẫu thẩm mỹ tạo hình thì là tái tạo một cái gì đó, nó không, nó từ bác sĩ phải dùng balloon để làm tạo da ở trán để tái tạo cái mũi, rồi bác sĩ phải dùng tạo da ở đây để mà có thể tái tạo lại cái mặt hoặc là phỏng. Nó chuyên rồi, môn, nó tốn cái túi bong bóng, nó tốn thời giờ. Người ta đầu tư chuyên nghiệp vô cái này. Rồi bác sĩ lại lấy da bụng lớn để mà tạo thành nguyên một cái ngực. Nó khác nhau rất là nhiều bác sĩ, nhưng mà bác sĩ không hiểu nỗi niềm của những người như ông Vân. Các cô đều hỏi chứ bác sĩ trình bày tôi thuộc hết trơn rồi, tôi biết hết rồi. Mua vẫn muốn bác sĩ Hồng Anh, nhưng mà không, thành ra tôi nói chuyện những cái gì mà nó chuyên nghiệp đó thì nó dĩ nhiên là nó có một cái chi phí nó khác hơn rồi về nhiều phương diện. Thì cái đó là cái chuyện có thể nói là thí dụ mà mình biết và cái khả năng của mình đi, mà ở khu nhà trợ cấp nhà nước đi thì như vậy thôi. Nhưng mà có khi mình không có cái choice, ok, là sao? Chị chọn nguyên cái nét hồi nãy tôi nói, cái nét rẻ trên mặt mà nó thống nhất nó cũng ok, miễn sao chị ở cái vùng mà có thể nó hợp như vậy thôi. Nhưng mà lúc mà nó bị hư đó, mà cái trình độ, cái kiến thức mà để chị sửa đó là nó không còn là cái của cái rẻ, của cái dễ nữa,
mà cái trình độ đó là trình độ của cái khu cao cấp, nhà cao cấp rồi, thì lúc đó muốn hay không là chị phải có một cách nào để chị hợp với gặp mặt người bác sĩ và cái giải phẫu hay ở nhà thương hay cái nhóm chuyên môn nào đó ở cái mức đó, chứ không có thể nào mà chị nói là tôi có một cái ổ bánh mì mà tôi muốn ăn một bữa tiệc bò mấy món, thì hai cái nó quá chênh lệch đi chị. À, một câu hỏi nữa khá là tế nhị, xin được hỏi bác sĩ nha. Muốn hỏi bác sĩ nãy giờ tế rồi. Nhị lắm hả chị? Trời. Bác sĩ có làm gì đặc biệt hay là tặng quà phi cho bệnh nhân không thưa bác sĩ? Phòng nào cũng muốn, bệnh nhân nào cũng muốn hết trơn á, cũng hỏi hết, đặc biệt mùa Covid nữa. Thưa chị, tôi không biết cái này là người bệnh nhân hay quý khán giả có thích không. Ok, thì nếu mà tới văn phòng mà quý vị nào tới được chăm sóc biết rồi, thì cái trung trực, cái chăm sóc tận tâm, cái kiến thức cao, và có thể nói cái những cái máy móc, những cái gì, những cái giải phẫu mà cần làm cho ra kết quả, thì chúng tôi, đây là những cái gì mà chúng tôi chia sẻ đem tới người bệnh nhân. Chứ thưa chị, còn nói tới mà cái đồ free khác thì tôi cũng không hiểu sao, tôi không biết sao. Chị biết Chúa nói đó hả, con nên cho đi để được nhận lại rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà nếu mà như vậy thì thưa quý vị, văn phòng của tôi có thể nói rất là nghèo, tại chúng tôi không có cho cái gì free theo kiểu đó. Chị biết là những người cho free nhiều mà Chúa nói đúng đó hả, là họ cho nước mắm nè, họ cho mì gói nè, họ cho iPad nè, mà văn phòng tôi không có những cái đó để cho. Chị biết mà tôi là bác sĩ chăm sóc mà cho người ta nước mắm, người ta ca máu là chết người ta rồi sao hả, mà tôi cho mì gói là bị tiểu đường nữa hả, tim đau đứng chết. Thành ra có thể nói là những cái chăm sóc, những văn phòng mà họ có cái đó thì có thể bệnh nhân quen rồi, nhưng mà cái đó là trong cái chăm sóc của cái giải phẫu thẩm mỹ thì chúng tôi không có làm như vậy. Và lý do Hồng Vân muốn hỏi bác sĩ và được bác sĩ giải thích là, thưa quý vị, Hồng Vân thấy những văn phòng bác sĩ thẩm mỹ khác đó dùng những cái cách phương cách cắt bắt hay là sửa mũi rất là đơn giản. Đặt thí dụ như họ có thể tạo cái incision, đút cái mũi vô trong vòng 15 phút à. Và nếu mà nguyên chọn thì khoảng 45 phút, nhưng mà bác sĩ Hồng Anh làm một cái phẫu thuật thì rất là công phu và theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, cũng như là theo rất là nhà thương, cũng có người gây mê từ nhà thương, cũng có nurse từ nhà thương đến để mà giúp cho quý vị có cái comfort, có cái an toàn, có cái đủ cái mọi cái điều yếu tố mà nó quan trọng cho quý vị. Và có lẽ đó là một cái bonus mà nó nhiều hơn là cái free mà quý vị hay hỏi. Chị biết cái gì nó cũng có cái giá, không giá phía trước thì nó có cái giá phía sau. Mình có thể không biết, mà mình không trả thì người khác trả, thì mình chỉ chuyển cho người khác thôi. Thành ra chị biết là Brazil hồi đó đến giờ là nó có cái văn hóa nó giải phẫu thẩm mỹ free, nó coi đó như một cái bệnh, riết nó cũng không có tiền. Ở bên Âu Châu có vài nước, ở miền Bắc cũng như vậy, rồi bây giờ họ cũng cấm. Tại cái đó là nói chung là người ta lạm dụng quá nhiều. Thành ra cái free thì giống như nếu mà chị hỏi là nếu mà cắt hai mắt tôi có cấy một lông mi free, hay là mua một túi ngực mà được bốn túi ngực free không, thì cái chuyện đó là chắc là trong chị phải đi tìm vào thế giới dược tiên với tiên dược thì có thể có, hay là mỹ phẩm có, chứ không có trong văn phòng. Và thưa quý vị, một câu hỏi nữa Hồng Vân xin được hỏi bác sĩ ra. Thường thường người ta rất là thích cái áo dài, đặc biệt là áo dài của bà Nhu, phải không ạ? Vì cái áo tôi dài, cũng thích áo dài bà Nhu là nó show ba cái vòng, ba phải cái không vòng. Bác sĩ? Phải không? Dạ. Người phụ nữ Việt Nam hồi đó có ba cái vòng để show không chị? Rồi bây giờ tạm nói là có đi, ok. Rồi sao? Dạ, vậy thì nói bác sĩ. Trời, hỏi chị là thật sự người phụ nữ có ba vòng không? Dạ có, dạ có lẽ có. Nếu lẽ tôi nói chuyện người phụ nữ có bốn vòng đáng kể, chị có tin không? Bao giờ nghe tới vòng thứ tư không? Dạ chưa, Hồng Vân luôn luôn nghe những cái gì mà rất là mới lạ và interesting từ bác sĩ. Thành ra muốn cái đó là cái vòng cao cấp nhất đó. Mấy cái vòng kia chị thay đổi được, nhưng vòng thứ tư nó không thay đổi được, mà nó biểu lộ có thể nói là cái nét thu hút của người phụ nữ. Vòng thứ tư chị biết ở đâu không? Dạ không. Hả? Từ vòng 1, vòng 3 mình đi trên xuống dưới, rồi vòng tư chị đoán cái đó là vòng mắt cá. Ok, vòng mắt cá tức là cái ankle. Ok, thành ra thân hình ở trên đi, thí dụ mà nó có hơi to hơi rộng, nhưng mà có những cái eo mà ở phía dưới cái chỗ mắt cá, cái chỗ ankle đó mà nó nhỏ, nó thon đó,
thì cái đó có thể nói là một cái nét có thể rất là hấp dẫn. Ok, chứ mà chị mà có ankle mà nó to, nó rộng, nó xương như bà Hillary Clinton, chị thấy bao nhiêu hình lúc mà bà là vợ của tổng thống Clinton đó, chị thấy đó là cái đó là không có cái gì mà có thể nói là thu hút hay sexy, không có một cái nét gì đó của người phụ nữ, đó là phụ nữ đang bệnh hoạn, đang bị béo phì, bị mập. Thành ra, nhưng mà không phải là cái mắt cá mà to là bị mập, nhiều khi hên xui may rủi họ sanh ra và cái xương hay là cái bắp thịt đó nó to, nhưng cái nét đó là một cái nét rất là thô và nam tính trên người phụ nữ. Thành ra người phụ nữ mà có cái vòng 4 nhỏ đó, thưa chị, cái đó là một cái nét có thể nói rất là thu hút của người phụ nữ. Bây giờ chị biết được thêm một vòng nữa rồi, phải không? Không, bác sĩ. Dạ, một câu hỏi nữa không vẫn được xin phép được hỏi bác sĩ đó. Cái kết quả giải phẫu thuộc nhiều về phần nào thưa bác sĩ? Về bệnh nhân hay là về bác sĩ? Dạ, nói chung là cái đó tùy cái giải phẫu, chị. Ok, tùy cái giải phẫu, có nhiều cái giải phẫu là người bác sĩ làm xong phần lớn là xong. Có một số giải phẫu là cái đó là phần lớn là trách nhiệm của bệnh nhân sau đó. Giải phẫu bàn tay đi, tai nạn hay là giải phẫu về hao mòn đi. Mà cái quan trọng có thể nói cái 70-80% của cái kết quả thành công của giải phẫu là cái vật lý trị liệu. Và bệnh nhân mà không tiến tới làm hay làm đúng lúc đúng giờ thì nó không thành công. Đó, về cái phần ở trên cơ thể cũng như vậy, về cái phần thẩm mỹ thì bác sĩ làm mọi chuyện đúng rồi, bệnh nhân về uống dược thảo loãng máu đi, không bao giờ dược thảo nó loãng máu nhưng nó sẽ loãng máu, uống cái loãng máu cái xong rồi thì nó bầm, nó lên vết thương thì cái kết quả nó không ra đẹp. Thành ra nói chung á là không có thể nào mà đổi thừa người bác sĩ. Dĩ nhiên có cái rõ ràng, vô mà chị đăng ký mổ tay phải mà tự nhiên ra mà tay trái mất thì cái đó là cái lỗi người bác sĩ rồi. Nhưng có nhiều cái giải phẫu đó bình thường là nó có cái sự hợp tác của người bác sĩ, người bệnh nhân, cái thời gian kiên cử hay cần phải làm cái gì và có những cái yếu tố khác nữa. Nói chung là nó không có đơn sơ như mình nghĩ là ô chỉ phần bác sĩ mổ xong, giống như là chị vô đưa tay cho người thợ làm neo rồi họ sơn rồi về là xong, là xong. Không, nó không phải dễ dàng hay đơn sơ như vậy thưa chị. Dạ. Dạ. Vậy thì Hồng Vân xin được có cái cố vấn như là cái lời khuyên của đối với một người bác sĩ cho người bệnh nhân khi mà người ta lựa chọn văn phòng, ngoài những cái chuyên khoa, những cái tài năng của người bác sĩ đó hay là background của những người bác sĩ đó. Người bệnh nhân nếu mà có hiểu biết đó thì họ có kiến thức và khả năng thì họ tìm được người bác sĩ có cái khả năng giải phẫu cao rộng, cái kiến thức thật sự thì họ tìm và họ sẽ thành công. Còn nếu không á, họ không có kiến thức hiểu biết đó thì họ tìm đúng chỗ, họ đã bỏ cái tin tưởng niềm tin vào thì cái đó nó sẽ được. Nhưng mà nói chỉ là tìm người bác sĩ trong cái thị trường thẩm mỹ, tôi không nói gác thị trường thẩm mỹ đó, mà có thể tìm được người bác sĩ mà họ không có nhắm vào cái túi tiền mình thôi, cái chuyện đó là cũng cái thử thách rất là lớn rồi. Cái thứ hai đó là tôi khuyên người bệnh nhân nên chọn một cái nét thôi. Giống tôi nói là tùy khả năng người bệnh nhân và ham muốn người bệnh nhân, thì mình ở nhà trợ cấp của nhà nước thì mình chấp nhận cái đó rồi mình làm cái giải phẫu cỡ mức đó. Mình đừng có nhắm vào cái giống như là cái nhà cao cấp hay nhà ngoại ô mà mình không có khả năng. Nhưng mà làm cái gì thì mình chọn một cái nét thống nhất. Thành ra nếu mình chọn một cái kiểu, kiểu xưa thì nên nguyên cái mặt kiểu xưa, chứ không cái kiểu xưa, cái mới. Hỏi chị cái lông mày mà nó đá lên rồi tự nhiên chỉ có một ruồi mà cái râu mọc ra kiểu Tàu, cái xong rồi chị vô cái xã hội Mỹ thì nó không ăn khớp được. Đó, thành ra một nét ít nhất nó thống nhất thì cái đó là cái. Và cái cuối cùng, không có thì giờ nói nhiều, thành ra đây một gợi ý cho quý vị thôi, thì tránh văn phòng có đại phu nhân quản lý. Thì có thể nói trong cái kinh nghiệm của tôi bao nhiêu, có thể nói là thị trường Mỹ và thị trường Việt Nam, mà lúc có đại phu nhân quản lý cái văn phòng bác sĩ thẩm mỹ là có thể nói có rất nhiều cái mâu thuẫn về cái cách chăm sóc cho bệnh nhân đúng tiêu chuẩn và cái lương tâm và cái đòi hỏi cái nhu cầu của đời sống của người đại phu nhân. Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và Hồng Vân có tin vui cho quý vị. Nếu quý vị là những người đã từng được những bác sĩ người Hoa Kỳ tạo cái mắt của quý vị rất là sâu, rồi ngực rất là to, hay là tạo mắt người, những bác sĩ tại Việt Nam thì tạo nhiều mí, nhiều đường, thì yes, bác sĩ Hồng Anh là một người chuyên môn về không những về giải phẫu thẩm mỹ mà là bên cạnh đó là beyond cái đó là giải phẫu thẩm mỹ tạo hình nữa. Cho nên bác sĩ có rất là nhiều phương cách. Hồng Anh thấy thưa bác sĩ, thưa quý vị, rất là nhiều phương cách để chữa lại những cái vấn đề của quý vị nếu mà mắt của quý vị đã được bị đào hố rất là sâu
cắt rất là cao như một người Hoa Kỳ, hoặc là ngực quá lớn và ngực cứng chai, thì quý vị có thể đến đến trung tâm MyCare Plastic Surgery, hoặc là quý vị có những cái hố sâu ở phía dưới. Đa số thường thường tâm lý là quý vị cứ nghĩ là mình cần cắt phía dưới, nhưng mà thật sự bác sĩ Hùng Anh sẽ có cách khác mà chắc rằng sẽ giúp quý vị trẻ, đẹp, tươi, nhưng mà nhìn rất là tự nhiên, thưa quý vị. Và chương trình cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, xin cảm ơn quý khán giả và chị Hồng Vân. Thì lời khuyên khéo đó là mình tránh cái đầu heo mỏ vịt, cái đít gà và đuôi ngựa. Thì nếu được thì cái đó là cái chuyện tốt nhất. Dạ. Dạ, bác sĩ và Hồng Vân chúc quý vị khỏe, trẻ và đẹp. Và xin quý vị liên lạc 832-874-6000. Ở trên YouTube thì là Thẩm Mỹ Cao Cấp, là địa chỉ mới của chương trình Thẩm Mỹ Cao Cấp quý vị nha. Và ước mong gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin trân trọng kính chào.